Sáng ngày 11 tháng 5, Việt Nam thêm 28 ca COVID-19 cộng đồng, riêng Bắc Ninh 13 ca. Phạt gần 600 triệu đồng đối với 315 trường hợp vi phạm phòng chống dịch COVID-19. Đột kích nhà nghỉ, phát hiện hàng chục người bay lắc tập thể bằng ma túy. Dùng máy cưa cứu ngón tay cho bé mắc kẹt trong ổ khóa. Câu chuyện độc đáo hôm nay, độc đáo dòng tranh hoa lồng kính nghệ thuật. Kính chào quý khán giả của Góc Nhìn Trưa Nay. Vừa rồi là những thông tin chính mà chúng tôi gửi đến quý vị trong buổi trưa hôm nay, thứ ba ngày 11 tháng 5 năm 2021. Bản tin của chúng tôi liên tục cập nhật và gửi đến quý vị những thông tin đáng chú ý nhất xảy ra trên cả nước. Và tôi là Quốc Huy của chương trình Góc Nhìn Trưa Nay. Bộ Y tế sáng nay cho biết có thêm 28 ca mắc COVID-19 trong nước, riêng Bắc Ninh 13 ca. Tổng số ca bệnh cả nước lên 3.489. Theo đó, tính từ 18 giờ ngày 10 tháng 5 đến 6 giờ ngày 11 tháng 5, có 28 ca mắc mới ghi nhận trong cả nước. Tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương 1, Bắc Ninh 13, Vĩnh Phúc 7, Bắc Giang 5, Lạng Sơn 1, Hải Dương 1. Trong đó, các trường hợp mắc mới ở Bắc Ninh đều liên quan ổ dịch xã Mão Điền. Còn các trường hợp mắc mới ở Vĩnh Phúc có 3 người có liên quan Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Hoa Sen, một người là F1 của chuyên gia Trung Quốc. Thưa quý vị, sáng nay, Công an tỉnh Hà Nam cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trên 300 trường hợp vi phạm các quy định về phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, từ ngày 1 tháng 5 đến nay, các lực lượng công an đã phát hiện, lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 315 trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch COVID-19. Trong đó đáng chú ý khi có 303 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng. Trong thời gian tới, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Hà Nam, Công an các huyện, thị xã, thành phố sẽ tiếp tục phối hợp các ban, ngành, đoàn thể, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế trong phòng chống dịch. Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã triệu tập làm việc để xử lý một đối tượng lên mạng xã hội Facebook đăng bài viết sai sự thật về danh sách 89 người có tiếp xúc gần với ca mắc COVID-19 đầu tiên ở Đắk Lắk, gây hoang mang dư luận. Nam thanh niên 27 tuổi trú tại huyện Krông Bắc. Trước đó, người này vào mạng xã hội Facebook và thấy một bài viết với nội dung ở tỉnh Đắk Lắk đã ghi nhận một ca COVID-19. Sau khi đọc xong bài viết trên, liền vào bình luận và đăng kèm danh sách gần 100 người có tiếp xúc với ca bệnh trên vào nội dung bình luận. Sau khi đăng tải, danh sách này được cộng đồng mạng chia sẻ, lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, gây hoang mang, lo lắng cho người dân. Tại cơ quan công an, nam thanh niên đã nhận ra việc làm sai trái của mình, đồng thời đã gỡ bỏ bình luận trên và viết cam kết sẽ không tái phạm lần sau. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa có công văn khẩn yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn hạn chế chuyển tuyến, chỉ chuyển lên bệnh viện tuyến cuối khi diễn biến nặng vượt quá năng lực điều trị của bệnh viện, phải thông báo và thống nhất với bệnh viện tuyến cuối việc chuyển người bệnh trước khi thực hiện việc chuyển tuyến. Khuyến cáo người dân nên đến tuyến ban đầu để khám bệnh, triển khai đăng ký trực tuyến, hẹn giờ khám. Ngoài ra, với bệnh nhân mắc bệnh mãn tính đã điều trị ổn định, khuyến khích các bệnh viện kê đơn dài ngày từ 1 đến 3 tháng, bảo đảm cung ứng đủ thuốc bảo hiểm y tế cho người bệnh đến khi có lịch tái khám tiếp theo. Sở Y tế cũng đề nghị các cơ sở khám chữa bệnh phải thực hiện giãn cách, hạn chế tối đa người thân đến bệnh viện, hạn chế nhập viện nội trú khi không cần thiết, đồng thời rà soát bố trí khoa phòng không để người bệnh phải nằm ghép, bố trí khoảng cách ít nhất là 2 mét giữa các giường, bảo đảm không khí tự nhiên trong buồng bệnh. Xin chuyển sang thông tin khác. Thưa quý vị, đoàn xe siêu trường siêu trọng chở theo 3 toa tàu số 2 thuộc tuyến metro số 1 đến Depot Long Bình, thành phố Thủ Đức với chặng đường dài 26 km. Sau khi hoàn tất công tác thông quan và dỡ các toa tàu xuống bến cảng Khánh Hội, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh vào trưa ngày 10 tháng 5 đến 0 giờ ngày 11 tháng 5, các toa tàu thuộc đoàn tàu số 2 bắt đầu được vận chuyển bằng dàn xe khủng để đến khu vực Depot Long Bình, thành phố Thủ Đức vận hành thử nghiệm. 3 xe siêu trường siêu trọng đã được điều động tới cảng để vận chuyển các toa tàu số 2 thuộc tuyến metro số 1 cùng với sự hỗ trợ của các kỹ sư, nhân viên thuộc Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Theo kế hoạch của Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 5, các toa tàu thuộc đoàn tàu số 3 tuyến metro số 1 cũng sẽ được vận chuyển bằng đoàn xe siêu trường tương tự để đến Depot Long Bình vận hành thử nghiệm. Tiếp tục chương trình là những thông tin đáng chú ý. Công an thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đã bất ngờ đột kích kiểm tra nhà nghỉ Thanh Trà thuộc ấp 1, xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài, phát hiện hàng chục đối tượng nam thanh nữ tú đang tụ tập bay lắc tập thể bằng ma túy.
Trước đó, tổ công tác tiến hành kiểm tra hành chính nhà nghỉ. Qua kiểm tra, các lực lượng đã phát hiện có 10 đối tượng nam, nữ đang tổ chức bay lắc sử dụng ma túy. Tại thời điểm kiểm tra, ngoài một số vật dụng dùng để sử dụng ma túy, thì trong đĩa và trong bọc ni lông vẫn còn một số ít ma túy khay. Test nhanh, phát hiện 10 đối tượng trên đều dương tính với ma túy. Cũng trong thời điểm kiểm tra nhà nghỉ này, lực lượng công an cũng phát hiện 4 khách và một quản lý, hai nhân viên trong nhà nghỉ cũng dương tính với chất ma túy. Mới đây, các bác sĩ bệnh viện chấn thương chỉnh hình vừa phải dùng máy cưa để giải cứu ngón tay của cháu bé bị mắc kẹt trong ổ khóa. Theo bác sĩ Trần Chí Khôi, khoa chi dưới, bệnh viện chấn thương chỉnh hình thành phố Hồ Chí Minh, nam bệnh nhi 12 tuổi, ngụ thành phố Thủ Đức, được người nhà đưa đến bệnh viện trong tình trạng kẹt ngón tay trong ổ khóa. Sau khi thử nhiều phương pháp giải cứu tay của cháu bé nhưng bất thành, các bác sĩ quyết định cho bệnh nhi nhập viện làm xét nghiệm tiểu phẫu để chuẩn bị phương án tháo ổ khóa tròn khi đã gây mê bé trong phòng mổ. Sau khoảng 15 phút thao tác, ekip đã cưa thành công ổ khóa tròn, cứu được ngón tay bệnh nhi an toàn. Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên quốc lộ 14, đoạn qua khu phố 1, thị trấn Chân Thành, huyện Chân Thành, tỉnh Bình Phước. Chiếc xe tải tông vào xe máy đi cùng chiều ngay ngã tư khiến một bé gái 5 tuổi tử vong. Thông tin ban đầu, chiếc xe tải do tài xế tên Hùng điều khiển lưu thông trên quốc lộ 14 khi đến đoạn ngã tư giao nhau có tín hiệu đèn giữa quốc lộ 14 và quốc lộ 13 thuộc khu phố 1, thị trấn Chân Thành. Tài xế xe tải đánh lái rẽ phải vào quốc lộ 13, bất ngờ va quẹt vào xe máy do một người phụ nữ điều khiển, chở theo con gái 5 tuổi, đang lưu thông cùng chiều, khiến bé gái bị rơi xuống đất, bị xe tải cán vào người tử vong. Khi nhắc đến tranh nghệ thuật, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến những dòng tranh màu nước, sơn mài, sơn dầu hay các dòng tranh hiện đại như tranh lụa, tranh canvas. Trong thời gian gần đây, một dòng tranh mới được nhiều tín đồ trang trí nội thất lựa chọn bởi sự độc đáo cũng như giá trị thẩm mỹ cao. Mời quý vị cùng khám phá dòng tranh thú vị này ngay sau đây. Trong những năm gần đây, những sản phẩm tranh làm ra từ vật liệu thiên nhiên được nhiều người lựa chọn. Với niềm đam mê sáng tạo của mình, chị Trần Thị Phương Trinh ở quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh đã tìm tòi, nghiên cứu tài liệu và phát triển mô hình làm tranh hoa lồng kính vô cùng độc đáo. Ban đầu thì mình không có phải là bán tranh hoa đâu, mình bán tranh in canvas á. Thì cái khoảng 3 đến 4 năm trước, cái thời điểm đó thì tranh in canvas khá là hot. Có cái nhiều sản phẩm như treo văn phòng, các cái câu slogan thúc đẩy động lực kiểu vậy đó. Thì ban đầu là mình tự làm cho công ty của mình trước, chứ không có phải là mình bán, mình chỉ làm để treo công ty cho vui thôi. Rồi sau đó là mình cảm thấy là cái này mình biết cách làm rồi, thế là mình kinh doanh luôn, mình bán luôn. Trong quá trình mà mình tìm hiểu nghiên cứu sản phẩm á, mình học hỏi nhiều nước chứ không phải là trong nước không, thì mình phát hiện ra là có thêm một cái dòng tranh mới là tranh khung tranh hoa khô và ép mỏng trên cái nền trong suốt. Thì lúc đó là mình tìm hiểu thì mình thấy là thị trường Việt Nam chưa có ai làm cả, thì lúc đó là mình mới bắt đầu mình nghiên cứu và mình làm cái hoa khô luôn. Sau thời gian nghiên cứu tìm hiểu, chị Trinh đã phát triển hai dòng tranh hoa lồng kính gồm tranh hoa ép mỏng và tranh hoa 3D. Nguyên liệu sản xuất tranh hoa cũng được chị Trinh lựa chọn kỹ lưỡng qua nhiều khâu để đảm bảo chất lượng cho từng sản phẩm. Lúc trước thì mình tự làm luôn, nguyên liệu tự làm, tự mua hoa tươi về ép thành hoa khô. Nhưng mà mình không có bảo quản nó được lâu á, nên là sau đó mình có tìm kiếm tất cả các nguồn thì nhập nước ngoài cũng có mà trong nước sản xuất cũng có, thì họ bắt đầu có những cái công nghệ như là ướp hoa khô, ướp tươi luôn hoặc là sấy khô. Thì cái form cánh nó vẫn là giữ được cái form cánh rất là tự nhiên như thế này. Để làm ra một bức tranh hoa lồng kính, những người nhân công phải thực hiện qua nhiều giai đoạn. Mỗi giai đoạn đều yêu cầu sự cẩn trọng, tỉ mỉ trong từng chi tiết. Để làm ra được như thế này thì khá là nhiều công đoạn ấy. Đầu tiên là mình phải vệ sinh cái khung trước nè, tại vì kính và mica là đặc điểm là trong suốt và nó rất là dễ dơ á, mình cầm lên thôi là dấu vân tay nè, hoặc là để ngoài môi trường là bụi bám vào rất là nhiều, nên là trước khi làm mình phải vệ sinh trước nè. Rồi sau đó là mình sẽ gắn cái hoa khô lên theo cái mẫu
tạo mẫu và gắn hoa khô lên và cố định lại bằng keo, sau đó là mình lồng khung và vệ sinh hoàn thiện. Thì có lẽ là cái khâu mà hai cái khâu cuối là gắn hoa khô vào thì cái đó là chuyên môn rồi thì cũng không đến nỗi, nhưng mà cái khâu cuối cùng là lồng khung và vệ sinh hoàn thiện chắc là cái khâu đó là cái khâu mệt mỏi nhất. Tại vì đặc tính của cái này là nó trong suốt nên là cứ dính một cái dấu vân tay hay là một cái hạt bụi thôi là thấy liền luôn. Sau hơn một năm theo đuổi công việc, dù đôi lúc còn gặp nhiều khó khăn, nhưng chị Trinh vẫn không bỏ cuộc bởi chị luôn tin tưởng những sản phẩm tranh hoa lồng kính của mình sẽ thành công và được nhiều người biết đến. Hồi trước khi mà làm là mình vừa phải đi làm văn phòng, mình vừa phải đi nhà xưởng, đi tìm kiếm nguồn nhân lực. Văn phòng là công việc chính lúc đó, còn cái công việc của mình muốn phát triển này là mình phải tối về mình phải đi mày mò công thức nguyên liệu để làm, rồi mình phải đi qua nhà xưởng hỏi khung tranh rồi cách làm như thế nào. Đó, mình phải vừa làm việc với xưởng, vừa nghiên cứu sản phẩm, rồi vừa làm marketing, vừa làm tất cả mọi thứ luôn á. Mà một mình thôi, lúc đó là chưa có thuê nhân viên, một mình thôi thì công việc khá là cực. Có những ngày mà làm tới 11, 12 giờ đêm, 1 giờ sáng vẫn đang ngồi ép hoa khô. Đó, nhưng mà mình cảm giác như là mình tin tưởng là sản phẩm này sẽ thành công nên là mình cố gắng. Với tình yêu dành cho dòng tranh hoa nghệ thuật, chị Trinh luôn tìm tòi, học hỏi thêm những kỹ thuật làm tranh để cải thiện chất lượng sản phẩm, cũng như liên tục cho ra đời những mẫu tranh hoa mới, sáng tạo và mang dấu ấn riêng. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị hãy nhớ dành ít phút mỗi buổi trưa đón xem chương trình Góc nhìn trưa này vào lúc 11:30 mỗi ngày trên trang tv.tuitre.vn. Mọi đóng góp cũng như những thông tin liên quan, quý vị có thể chia sẻ thông tin về địa chỉ email thoisutvo@tuitre.com.vn. Chương trình do truyền hình báo Tuổi Trẻ thực hiện với sự đồng hành của Charm Group. Xin kính chào và hẹn gặp lại.